Đấu trường ngôi sao một lần nữa mở cánh cửa đưa quý khán giả đến với một không gian âm nhạc vô cùng thơ mộng trong chủ đề thanh âm dịu dàng. Ba vị đội trưởng tài năng Phương Trinh, Julie, Lâm Vũ và Nam Cường sẽ mang đến những màn trình diễn đầy cảm xúc, chạm đến trái tim và lay động tâm hồn, cùng những nghệ sĩ khách mời Lương Gia Huy, Bảo Đăng và đôi song ca Trần Vũ, Thu Trang. Khi anh xa em sáng thôi không số bờ, khi em xa anh đã chờ phờ. Trái tim của chị nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Bạn đã thực sự chạm đến trái tim Vũ. Đấu trường ngôi sao chủ đề thanh âm dịu dàng vào lúc 21 giờ thứ tư ngày 9 tháng 3 năm 2022 trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại vào lúc 13 giờ thứ năm ngày 10 tháng 3 năm 2022 trên truyền hình Vĩnh Long 2.